Ok, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ lại giới thiệu cho các bạn về một chiếc xe WPL D12 này. Thì trước đây mình đã có một cái phần giới thiệu nhanh, review nhanh rồi. Thì hôm nay mình sẽ làm chi tiết hơn về chiếc xe này, hướng dẫn anh em cái cách mà dán tem luôn. Đấy, thì trước mặt chúng ta đây là một cái chiếc xe mà mình đã unbox, đó là WPL D12 4x2 dẫn động cầu sau, tỷ lệ 1:10 của WPL. Thì xe thì nó sẽ đi kèm là nó sẽ bao gồm là một cái chiếc xe nguyên bản như thế này. Thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là cái phần phụ kiện đi kèm theo này. Đây là cái túi phụ kiện kèm theo, còn đây là cái tay điều khiển zin đi kèm theo xe. Đó thì cái chiếc xe ban đầu khi mà chúng ta mua về thì nó sẽ trắng trơn như thế này. Thì nhìn nó chưa được lắp các cái phụ kiện thì nhìn trông nó chưa có hồn. Nhìn trông nó rất là kiểu mộc mạc ấy. Đó, các bạn thấy không ạ? Nhìn nó chưa ra một cái chiếc xe trông như là chiếc xe thật ấy, thì nó chưa chưa ra một cái chiếc xe có hồn. Thì bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là cần phải thổi hồn vào cho nó bằng cách là chúng ta lắp các cái phụ kiện lên và dán các cái tem vào. Thì khi các bạn mua cái xe nguyên bản tại kho đồ chơi ấy, thì các bạn sẽ được tặng một cái bộ tem và một bộ biển số đây. Biển số thì các bạn có thể chọn là biển màu xanh hoặc biển màu trắng hoặc biển màu vàng nhé. Thì thường là cái xe này làm theo style là công an, xe cảnh sát trật tự nên là thường là anh em sẽ chọn biển số màu xanh. Đây thì chúng ta sẽ có một cái biển để dán đằng trước và một biển dán phía sau. Biển dán phía trước thì nó to hơn và một bộ tem chữ đây. Đó, thì cái này là của quà tặng của kho đồ chơi các bạn nhé. Thì khi các bạn mua hàng tại kho đồ chơi thì các bạn sẽ được tặng kèm theo một bộ tem và một bộ biển số. Đó, đây hai cái tem này thì chúng ta sẽ dán vào thân xe như thế này. Đó, rồi hai bên cái tem này polish này thì chúng ta có thể dán phía trước này. Đó, rồi còn chữ Suzuki thì chúng ta sẽ dán vào đây nhé. Và hai cái tem tròn này thì chúng ta sẽ dán ở cửa cửa xe như thế này. Thì khi mà chúng ta bóc ra thì cái đề can này nó là đề can trong nên là chúng ta sẽ bóc cái phần màu trắng này, cái phần miếng lót màu trắng ở phía dưới ra thì nó sẽ không còn cái màu nền màu trắng nữa, thì nhìn nó sẽ rất đẹp. Lát nữa mình sẽ dán cho các bạn xem. Đó, và ngoài ra thì các bạn sẽ được tặng kèm theo một cái bộ một cái bảng sticker như thế này. Thì các bạn cái bảng sticker này thì nó không cắt sẵn nhé, thì chúng ta sẽ cần phải về chúng ta cắt. Thì ở trong này nó chỉ có mỗi một cái tem đăng kiểm này thôi này. Đó, các bạn nhìn cái logo đăng kiểm này này. Và phía đồng bộ này thì là nó bé thì chúng ta sẽ cắt hơi khó, còn các cái khác thì nó đều là bo viền nên là chúng ta cắt rất là dễ thôi. Cái này thì nó cắt hơi khó một chút thì đòi hỏi chúng ta phải có sự khéo léo. Đó các bạn thấy không ạ? Rồi, thì cái này nó sẽ được tặng kèm theo cái xe luôn khi mà chúng ta mua. Đây là cái tem mà mình đã cắt ra từ cái bảng tem này các bạn nhé. Các bạn nhìn này. Đó. Thì chúng ta cắt, sau khi chúng ta cắt ra thì chúng ta sẽ dán vào đây. Bởi vì cái xe này là tay lái nghịch, nó nằm ở bên này. Bình thường cái tay lái của chúng ta nằm bên này thì chúng ta sẽ dán tem vào đây. Nhưng mà cái tay lái của xe này là tay lái nghịch, nó nằm ở bên phía bên này. Nên là bây giờ chúng ta sẽ dán cái tem đăng kiểm vào đây nhá. Và mình sẽ dán luôn cho các bạn xem. Với các cái chi tiết nhỏ này thì chúng ta cần phải sự khéo léo và cẩn thận một chút thì nó sẽ đẹp. Căn làm sao thật là chuẩn chuẩn vị trí và thẳng nhé. Nhiều bạn là không để ý cứ dán đại vào thôi thì nhìn trông nó cũng đẹp nhưng mà nó không được nuột nà, không được hoàn hảo. Đó. Thì các cái chi tiết nhỏ này thì chúng ta nên cẩn thận một chút. Rồi, và cái phần dán tem với cả biển số này thì lát nữa mình sẽ dán cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái xe trước. Thì khi mà chúng ta mua xe về ấy, thì có rất nhiều bạn mới chơi thì không biết đây là phần gầm xe, thì không biết là pin lắp ở đâu. Thì đây chúng ta sẽ xoay cái bánh sơ cua này nhá, xoay cái bánh phụ này. Đó, các bạn thấy không ạ? Xoay cái bánh phụ này thì nó sẽ có, ở đây nó có một cái khóa này. Khi chúng ta xoay bánh phụ thì nó sẽ khóa chặt này. Xoay lại một lần nữa thì nó sẽ mở ra được. Đó, thì ở bên này trong này nó là cái pin của xe nhá. Có nhiều bạn mới chơi thì không biết làm thế nào để lấy được để bật được chiếc xe lên.
Thường thì là pin mình sẽ không cắm sẵn đâu, thì các bạn về các bạn phải mở cái này ra, các bạn cắm lên. Đây là cái đầu jack chờ của trên xe, và pin của xe đây, pin đi kèm theo xe thì nó là pin li-ion, 7,4V, dung lượng 500 mAh. Thì cái pin này nó có điện áp là 7,4V và dung lượng 500 mAh thì nó cũng rất là thấp thôi. Nên là cái pin này thì dung lượng thấp thì chúng ta thời gian chơi của chúng ta được ít, có thể là nó chỉ rơi khoảng tầm 15 phút thôi. Đó thì chúng ta cắm vào, ở trên pin thì nó có hai đầu, một đầu đen này thì chúng ta cắm để cấp nguồn cho xe này, còn cái đầu trắng này là cái đầu để sạc nha các bạn nhé. Thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn sạc sau, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cắm vào trước. Thì đầu này nó thiết kế để cắm chống cắm ngược rồi, nên là chúng ta cứ cắm đúng nãy là được. Rồi sau khi mà cắm xong thì chúng ta nhét pin vào đây, và cũng phải đặt một cách khéo léo nhé, bởi vì cái khay pin này nó rất là nhỏ. Chúng ta đặt làm sao cho nó không bị cộm các cái chi tiết, các cái rắc cắm này lên thì chúng ta mới đóng lại được. Rồi sau khi đặt vào thì chúng ta lại xoay một vòng như thế này để khóa lại. Đó, bạn thấy chưa? Cái chiếc xe này là chiếc xe dẫn động cầu sau. Thì với cầu sau, cái xe của WPL thì 100% là đều sử dụng cái cầu không vi sai. Mình thường gọi là cầu ngang ấy, thì anh em có thể gọi là cầu thường hoặc là cầu không vi sai, nhưng mà mình gọi là cầu ngang cho nó nhanh. Đó thì sử dụng hệ thống giảm sóc nhíp này. Đây các bạn nhìn. Hệ thống giảm sóc nhíp này, ba lá nhé, một lớp lá mỏng ở trên bằng kim loại và hai lớp lá ở dưới nó nhỏ dần thì là bằng nhựa. Đó, bạn thấy không ạ? Đây là giảm sóc nhíp. Giảm sóc nhíp về thường thì chúng ta sẽ thấy ở các loại xe tải nhé. Còn phuộc thì chúng ta sẽ thấy ở các loại xe bán tải thì sẽ sử dụng là phuộc. Đó, còn đây là phần hộp số này. Hộp số của chiếc xe này thì sử dụng động cơ là motor 260 thì nó cũng khá là mạnh mẽ rồi. Cầu trước thì là tự do giảm sóc bằng càng chữ A. Đây, tự do độc lập từng bánh và nó không dẫn động cầu trước. Đó, nên là chiếc xe này khi mà chúng ta vào cua thì nó rất là mượt. Đó. Còn đây là công tắc của xe. Khi chúng ta cắm pin vào thì chúng ta bật công tắc lên như thế này. Đó các bạn thấy không ạ? Khi chúng ta bật công tắc lên thì cái đèn hai cái đèn pha nó sẽ nhấp nháy như vậy. Bởi vì nó đang chờ tín hiệu từ tay điều khiển. Rồi, và tay điều khiển đây. Thì mình sẽ phải mua pin nhá các bạn nhá. Pin chúng ta tháo một con ốc ở đây và chúng ta tháo cái khay lắp pin này ra. Thì cái pin sử dụng cho cái loại này thì nó là pin con thỏ ấy, dạng là pin AA. Đây, pin AA. Pin cho điều khiển thì không đi kèm theo xe, nên là các bạn có thể sử dụng pin thường hoặc là pin sạc, tùy ý các bạn nhé. Thì chúng ta sử dụng hai viên pin A chúng ta lắp vào đây. Sau đó lại đóng cái khay lại. Rồi. Và khi mà chúng ta bật cái công tắc của xe lên thì nó nháy đèn như thế này. Và chúng ta bật cái công tắc ở trên tay điều khiển thì là xe và tay điều khiển nó sẽ kết nối với nhau thì nó sẽ dừng nháy. Như thế này là được rồi các bạn nhé. Ở trên tay điều khiển nó có một cái đèn hiệu màu xanh. Ở trên này nó có một cái núm xoay và hai cái nút thì mình sẽ giải thích luôn. Núm xoay ở đây ạ. Đây. Núm xoay ở đây là để điều chỉnh. Núm xoay ở đây là để điều chỉnh cái góc lái nhé các bạn nhé. Đây này, các bạn nhìn cái bánh trước khi mình xoay cái này thì nó sẽ bánh lái phía trước nó sẽ xoay này. Đó, thì nếu mà chúng ta bị lệch thì chúng ta xoay lại cho nó thẳng. Thường thì cái nút này khi mà chúng ta sử dụng chúng ta căn chỉnh bánh lái nó chuẩn rồi thì chúng ta không phải sử dụng cái nút này đâu. Còn cái nút này nó là cái nút để mở rộng và thu hẹp góc lái nhé. Ở đây là nó ghi là S.Rate nhé. S.Rate thì đây. Đây là mở, chúng ta mở góc lái tối đa này, cái vặn này là tối đa rồi. Thì chúng ta giữ như này, chúng ta ấn một lần chúng ta sẽ thấy sự khác biệt. Đó các bạn thấy không ạ? Cái bánh lái phía trước nó mở rộng được hơn. Thì cái hành trình của bánh hành trình xe vô lái ở phía trước nó sẽ được rộng hơn các bạn nhá. Và nếu các bạn muốn thu hẹp lại thì các bạn lại ấn một lần nữa. Cái thực ra mở góc lái rộng như này là thường để sử dụng cho các cái loại xe khi mà chúng ta chơi drift ấy thì chúng ta mới cần góc lái rộng. Còn bình thường thì chúng ta chỉ cần thế này là vừa rồi. Đúng không ạ? Giờ còn cái nút ở dưới nó là T-Rate nhé. T-Rate. Thì cái này nó là cái nút để thay đổi cái tốc độ của motor. Thì nếu mà chúng ta chỉ để một chỗ này mà chúng ta bấm thì chúng ta sẽ không cảm nhận được cái sự thay đổi đâu. Thì nếu mà chúng ta muốn cảm nhận được cái sự thay đổi thì chúng ta phải bóp ga. Đây.
đây nhá. Cái xe này thì mạch zin là có điều tốc các bạn nhá. Đây, đi chậm này, nhanh này, nó phụ thuộc vào cái lực bóp cò ga của chúng ta nhé. Bóp vào là tiến, đẩy ra lần đầu tiên là phanh, rồi nhả ra đẩy lần thứ hai thì là lùi các bạn nhé. Lùi tiến đều có điều tốc hết đó. Thì nếu mà chúng ta để như thế này mà chúng ta bấm vào đây, sau đó chúng ta điều khiển thì chúng ta sẽ không cảm nhận được cái sự thay đổi. Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn cảm nhận sự thay đổi, chúng ta phải bóp tối đa, bóp kịch ga luôn, sau đó chúng ta ấn cái nút này thì chúng ta sẽ nghe được cái tiếng động cơ nó quay nhanh hơn đó. Đây mình thử cho các bạn nghe nhé. Đó, các bạn nghe thấy tiếng không? Giảm tốc này, tăng tốc này, giảm tốc này. Đó. Đó, phải làm như vậy thì chúng ta mới nhận biết được là nó có sự thay đổi trong cái tốc độ của motor. Đó, thì mình vừa giới thiệu với các bạn về cái phần cầu này, điều khiển này, pin này, chức năng của xe. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vào các cái phần phụ kiện. Đây, thì đi kèm theo xe đó là một cái túi phụ kiện như thế này. Mình unbox luôn ra cho các bạn xem. Thì khi mà chúng ta lắp phụ kiện lên cộng với cả dán các cái tem này vào thì chiếc xe của chúng ta nhìn nó sẽ có hồn hơn rất là nhiều. Và mình sẽ bỏ riêng cái này ra cho nó đỡ vướng này. Cái này thì chúng ta, cái này là cái phần ở trên thùng lắp sau phía sau cabin đây này. Đó, mình sẽ lắp vào đây luôn. Khi lắp cái này thì chúng ta nhớ là ấn hai ngón tay vào phía trong này. Ở cái vị trí nào chúng ta ấn thì chúng ta phải đệm ngón tay vào phía trong nhá, không là nó gãy đấy. Rồi ấn mạnh mà không đệm tay ở phía trong này nó có thể gãy vỡ các cái linh kiện chi tiết nhựa. Rồi, còn cái này nó là cái bình ắc quy, nó sẽ gắn ở đây này. Đó, đúng rồi, đây này, nó sẽ gắn ở đây này. Ở đây là gương, hai bên hai cái gương này. Gương này thì sẽ đi kèm theo là cái mặt gương bằng kim loại nữa nhé. Sẽ có hai cái mặt gương bằng kim loại các bạn nhé. Đây, hai cái mặt gương bằng kim loại này thì chúng ta sẽ gắn nó vào đây. Cái này thì chưa bóc tem nên là mình bóc luôn ra nhìn cho các bạn, nhìn cho nó trực quan. Đó, làm ví dụ một bên thôi nhé. Đó, đó, các bạn lắp vào như này là xong. Rồi, sau đó thì lắp vào đây. Đó, thấy không ạ? Các cái thừa này, đây nó sẽ cho mình một cái tô vít bé để mình tháo ốc của cái tay điều khiển. Và đây các cái chi tiết thừa này họ cho để sau này ví dụ mình sử dụng mà nó bị gãy vỡ thì gãy hỏng thì chúng ta có thể thay. Đó, ở đây có hai cái nắp của cái đèn bên cạnh cabin nhá. Cái đèn này thường là nó nhỏ ấy, nó hay bị kẹt ở trong này này. Đó, thì một số bạn nếu mà mở ra mà bị thiếu ấy thì các bạn nhớ kiểm tra ở bên trong này nhá. Đó, nó sẽ bị kẹt ở trong này này. Đó, thì khi mà chúng lấy ra nhiều khi là nó kẹt hẳn vào đây ấy, khi mà chúng ta đổ ra nó không ra được ấy thì chúng ta không biết. Thì các bạn nhớ là nếu mà thấy thiếu thì chúng ta tìm ở trong cái này trước. Rồi, kèm theo đó nữa là hai cái bộ tem này. Hai bộ tem này thì thường là mình không sử dụng đến, mình chỉ dùng các cái này thôi. Đây này, mình chỉ dùng các cái chi tiết này này. Đây là tem của cái đèn hậu với đèn xi nhan phía sau này. Đây là đèn phía trước này. Đây là đèn xi nhan phía trước. À, đèn, đây là đèn này này. Đây là cái dán của đèn bên cạnh cabin này. Với cả cái này thôi. Cái này là để dán vào cái cục ắc quy đấy. Đó, đây này, dán vào đây này. Đó, thì chúng ta có thể sử dụng cái này hoặc không, tùy, tùy các bạn. Còn các cái khác thì nó là cái dán biển số rồi tem đăng kiểm của Trung Quốc thì mình không sử dụng. Ở dưới này nó có các cái chữ cái thì nếu mà bạn nào dùng thì dùng, còn nếu mà không dùng thì thôi nhá. Thì thường thì mình sẽ không dùng các cái này, mình chỉ dùng mấy cái chi tiết này thôi này để dán vào xe thôi. Còn đây là cái cục sạc của pin theo xe. Đây, bây giờ mình sẽ tháo cái cục pin theo xe ra để mình hướng dẫn các bạn cách để sạc luôn. Đây, thì pin theo xe thì nó sẽ có hai đầu, một đầu này là để cấp nguồn cho xe này, một đầu này là để sạc này. Thì chúng ta cắm sạc vào đây. Cắm sạc thì chúng ta sẽ cắm cái này nhá. Đó, cái chân màu trắng này này.
Và khi sạc thì chúng ta nhớ rút pin ra, đừng có vừa cắm vào xe xong vừa cắm sạc, nó không tốt các bạn nhé. Thì cái đầu này thì chúng ta có thể cắm trực tiếp vào cổng USB của máy tính, hoặc là cắm vào pin sạc dự phòng, hoặc là cắm vào củ sạc điện thoại. Nhưng mà lưu ý khi chúng ta cắm vào củ sạc điện thoại thì chúng ta phải lưu ý cái dòng của nó là dòng của cái củ sạc ấy. Củ sạc, trên củ sạc của bạn nó sẽ có cái thông số này này, input là DC 5V 2A này. Tức là chúng ta chỉ sử dụng cái nguồn, cái củ sạc có nguồn output là 5V nhá. Và tối đa là dòng là 2A. Đó, thì như vậy thì chúng ta cắm cái này thì được. Chúng ta cắm cái này vào cổng USB máy tính hoặc là cắm vào pin sạc dự phòng thì ok, chúng ta không cần phải quan sát cái thông số đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta cắm vào củ sạc thì chúng ta phải lưu ý là cái củ sạc đó phải có dòng sạc dưới 2A thôi, từ 1 đến 2A, đừng có cắm vào cái củ sạc nào có dòng sạc cao hơn, ví dụ như là 3A hay 5A ấy, là những cái củ sạc nhanh ấy, thì có thể là nó sẽ gây hỏng pin hoặc là hỏng cái mạch của cái cáp sạc này. Đó, chỉ có như vậy thôi. Rồi, bây giờ đến phần dán tem thì mình sẽ làm cho các bạn xem nhé. Cái đèn này thì chúng ta sẽ cài vào đây. Chúng ta đặt ở phía trước, ở phía bên dưới trước và sau đó chúng ta ấn ở trên đầu. Đó. Vậy là xong. Biển số thì chúng ta có thể sử dụng keo 502, keo bất kỳ loại keo nào mà chúng ta có, hoặc là chúng ta sẽ sử dụng là cái băng dính hai mặt như thế này. Mình dùng loại mỏng thôi để cho nó đỡ bị cộm lên, bởi vì là cái biển số thì nó đã có một lớp nhựa dày rồi. Nên là mình sẽ không sử dụng cái băng dính 3M dày. Hình như nó sẽ lồi ra nó xấu. Mình dùng cái biển mình dùng cái băng dính hai mặt loại mỏng này thôi. Đó, bạn thấy không ạ? Đó, như vậy là sau khi dán xong cái phần tem chữ thì mình đã được một cái chiếc xe khá là có hồn rồi nhé. Đấy, trông nó khác hẳn so với cái lúc mà mình chưa dán tem các bạn ạ. Đó. Rồi, thì bây giờ mình sẽ dán nốt các cái tem, bộ tem này. Nhá. Các bạn lưu ý là khi chúng ta bóc cái tem này ra ấy, thì nó sẽ có hai lớp, một lớp bên dưới và một lớp phủ ở bên trên. Thì sau khi mà nếu mà chúng ta bóc không khéo thì nó sẽ bị bóc cái lớp phủ bên trên mà không bóc được cái lớp chi tiết hình bên dưới này này. Thì khi chúng ta bóc thì chúng ta phải bóc cả hai lớp, và sau khi dán xong thì chúng ta sẽ bóc cái lớp ni lông ở trên ra các bạn nhé.
đây này, nếu mà chúng ta bóc không khéo ấy, nó sẽ có hai lớp như này này. Đó, thì nếu mà bóc mà bị dính như này thì chúng ta lại miết lại, chúng ta bóc lên. Đó, làm sao phải bóc được cả hai nhá. Bóc được hình như thế này này. Chúng ta làm sao dán cho nó chuẩn luôn. Dán cái chi tiết này chúng ta phải dán rất là cẩn thận, bởi vì nó sẽ không có cái tem khác để chúng thay thế đâu. Chúng ta dán làm sao đẹp nhất có thể là được. Sau khi dán xong thì chúng ta sẽ bóc cái lớp ni lông ở trên ra. Bóc ra thì chúng ta bóc nhẹ nhàng nhá, tránh trường hợp là cái lớp ở dưới nó chưa dính chắc mà chúng ta giật ra một cái là rách đấy. Thì chúng ta cứ làm từ từ cẩn thận thôi, bởi vì cái bộ tem này là nó sẽ không có cái thứ hai đâu, nên là chúng ta phải làm hết sức cẩn thận nhá. Đây này, nếu mà mình bóc ra này, đó, nó sẽ bị hai lớp này này. Đó, nếu mà mình không bóc cẩn thận nó sẽ bị dính cái lớp bên dưới lại, cái hình bên dưới lại. Đó, thì chúng ta phải bóc cẩn thận và chúng ta dán. Đây này, đấy, khi mà chúng ta bóc ra nhá mà chúng ta không cẩn thận đây này, là cái hình bên dưới nó chưa dính được vào chi tiết ở bên chi tiết nhựa. Nên là chúng ta mà lột cái này ra như này, cứ nhắm mắt nhắm mũi mà lột ra như này là hỏng nhá. Thì nếu mà bị như thế chúng ta lại phải miết lại để làm sao cho cái hình bên dưới nó dính được vào cái chi tiết nhựa. Sau đó thì chúng ta mới bóc được cái lớp ni lông ra. Đó. Và bây giờ mình sẽ không bóc ở cái vị trí này nữa. Bởi vì nếu tiếp tục cố bóc ở vị trí này thì nó sẽ rách. Bây giờ mình sẽ bóc từ đầu này đi. Để dán được cái bình ắc quy này nó đẹp nhất có thể thì chúng ta sẽ căn cái viền, nó sẽ chồm vào cái đường gân này một chút nhé. Chúng ta sẽ đặt nó lên hẳn một chút so với cái đường vân này. Và chúng ta dán thật là thẳng. Đây, sau khi mà chúng ta dán được như thế này rồi nhá, đây các bạn nhìn này, cái đường viền này nó sẽ chồm vào cái đường gân này một chút này. Đó, sau đó thì chúng ta bắt đầu mới dùng cái đầu này, nhưng mà nó phải đầu tù nhá, đầu trơn ấy, để nó không bị cà rách cái đề can. Nếu mà chúng ta dùng đầu nhọn nó sẽ bị rách đấy. Chúng ta ấn xuống, ấn vào các cái mép này trước này, miết vào các cái mép trước. Đó, thế thôi, rất đơn giản đúng không ạ? Chúng ta miết nhẹ nhàng thôi, đừng cố dùng quá lực quá nhiều thì nó sẽ bị rách. Đấy, và sau khi làm xong thì chúng ta sẽ bóc nốt cái lớp ni lông ở trên ra, là chúng ta sẽ được một cái bình ắc quy rất là đẹp, đúng không ạ? Đó, các bạn thấy không? Và bây giờ mình sẽ lắp vào đây. Rồi, như vậy là chiếc xe của chúng ta đã hoàn chỉnh. À, các bạn nhìn cái chiếc xe của chúng ta nó khác hẳn so với cái chiếc xe ban đầu đúng không ạ? Đó, nó có thêm tem vào, có thêm các cái chi tiết phụ kiện vào, nhìn nó sẽ khác hẳn luôn, có hồn hơn rất nhiều và nhìn trông nó giống cái xe thật, đúng không ạ? Rồi, và nếu các bạn thấy cái video này là hữu ích thì các bạn hãy bấm nút like và chia sẻ cho cái video này nhé. Các bạn cũng có thể ủng hộ cho Kho Đồ Chơi bằng cách là ghé thăm vào gian hàng online của Kho Đồ Chơi tại Shopee với cái đường link là https://shopee.vn/tungnt_dk.
thì đường link mình sẽ để ở trên video và ở dưới bài viết, thì các bạn có thể bấm trực tiếp vào link ở dưới bài viết để các bạn ghé thăm gian hàng online của kho đồ chơi. Nếu mà các bạn cần hỗ trợ tư vấn mua hàng hay là tư vấn nâng cấp xe thì các bạn có thể inbox trực tiếp cho mình qua hai cái kênh thông tin. Một là Zalo với cái số điện thoại là 0914350057. Hai là các bạn có thể inbox cho mình qua kênh fanpage với cái đường link là https://facebook.com/kho-đồ-chơi-chọn-lọc các bạn nhé. Thì các bạn có thể inbox cho mình qua hai cái kênh thông tin đó và các bạn hỏi thì mình sẽ tư vấn và hỗ trợ cho các bạn qua hai cái kênh thông tin đó. Hoặc là các bạn nếu mà cần gấp thì các bạn có thể gọi điện trực tiếp cho mình với cái số hotline đó nhé, 0914350057. Ok, và cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi cái video clip này. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn.